hết cho hiểu. Con ơi, con có 2 triệu rồi. Bây giờ vòng 2 con mà chiến thắng là con nhận được 10 triệu. Rồi mình chơi tiếp hen. Chơi tiếp một chai. Ây dồi, xong rồi chơi tiếp gì ai? Chơi. 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 Chơi luôn. Tới luôn. Chơi tiếp. Rồi. Hai con sẵn sàng. Và 60 giây bắt đầu. Sau hàng loạt các người đẹp, sau đây tôi xin giới thiệu một người đẹp nữa, mang mã số 00. Xin chào bán khảo, xin chào chị. Chào bạn, xin cho hỏi bạn tên là gì? Dạ, em tên Tâm, họ Luôn. Tên đầy đủ luôn á. Dạ, tên đầy đủ của em là Luôn Có Tâm. Mình làm gì cũng phải có tâm, như vậy mới là hoa hậu được. Ba mẹ nói vậy. Vậy bạn Tâm đến đây thì nghề nghiệp của bạn là gì? Dạ, nghề nghiệp của em buồn lắm. Em tính diễn tại bộ âm nhạc, nhưng không có âm nhạc. Em diễn tại bộ ánh mắt được không được? Em quá đỡ. Trời ơi, nó được hợp. Ai chỉ cô này? Nói đi chú, gian cho 2 triệu. 10 triệu. Nó nói rồi, tôi nói đi tới lúc nó về là mạt với nó. Đây là mẹ luyện tập cho con. Má con nữa. Sao má con quyền lực quá vậy? Đâu, thế lực đó đâu? Người mẹ của con đâu? Dạ, mẹ của con đang ở trong. Đang âm thầm tròn vũ khí bên trong. Đúng. Mẹ con đang trà trộn ở đâu trong khán giả? Chị cho chú coi, nhanh lên. Dõi mắt nhìn theo, diễn bằng ánh mắt đi. Không có âm nhạc, con diễn bằng ánh mắt đi. Mẹ con đâu? Dõi theo tìm mẹ, nhanh. Dõi. Mẹ con đâu? Mẹ, đây. À, bé con. Xin chào chú Trường Giang và chú Vấn Thành. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại ở nhà buôn bán. Bạn bán cái gì? Dạ, thì bán nước mía khô, hộp lộn rồi kia. Mà sao bạn đào tạo nó khủng khiếp vậy? Dạ, ở nhà thì tối ngày nó cứ mở chú Trường Giang hoài à. Giỏi mà nó lại nói là thích chú Kiến Thành hơn. Con hài mẹ cũng hài nữa. Mẹ hài chứ mẹ hài, mẹ hài. Mẹ con hài, mẹ mới chỉ vậy cho con bá đạo vậy được chứ. Triệu like. Triệu like. Rồi ba có hài không? Dạ ba là siêu hài luôn á. Dạ. Gia đình hài hước hả? Dạ, gia đình dâu ai cũng nói khùng hết trơn. Sao đủ chồng tới thi? Dạ, ba ở nhà, ba nói 8 giờ có đá banh, có đá banh. Câu đá banh bỏ ra coi hài thiệt tình. Gác lát đứa con đem về cho 100 triệu dục vô mặt mới hết hồn. Giờ nó duyên quá, bây giờ làm sao vậy? Cả xóm con là ai, đàn ông nào cũng chơi đá banh hết con. Con có coi không? Dạ, lâu lâu thì con cũng coi chung với ba. Có hiểu không mà coi? Dạ, mặc dù không hiểu nhưng mà vẫn coi. Coi cho nó vui. Coi cho nó vui. Mà đá banh với đâu vui? Dạ, đá banh thì ba chọn đội nào con chọn đội theo ba để nếu như ba thắng thì con cũng mừng cho ba. Mà thí dụ đi, theo con đá banh nó vui chỗ nào? À, con cũng không nghĩ là đá banh nó vui đâu. Không nghĩ nó vui hả? Vậy con làm chi? Có bao giờ có hỏi ba là ba ơi ba coi đá banh làm chi không? Dạ, con cũng không nhớ nữa nhưng mà chắc là cũng có lúc con hỏi ba. Ba trả lời làm sao? Không con nhớ, nhớ. Tối nay về hỏi nha. Ba coi đá banh có gì vui? Rồi hỏi ông trả lời sao nhắn tin chú Thành nha. Dạ. Cho con ôm chú Trấn Thành ra được không? Được. Thương quá vậy. Trời sao cưng quá vậy trời ơi. Có đứa gái người ta thương hết lớn. Con người ta mà cứ đòi hoài. Thương quá à, ngoan quá à. Mà thơm nha. Nè, hình như xài dầu thơm Chanel phải không? Dạ. Dạ luôn. Dạ. Đúng không? Dạ. Dầu thơm Chanel đúng không? Dạ. Dạo này chú Vân Thành nói tiếng Anh dữ gì vậy ta? Ủa con, về dạo trước là chú Vân Thành nói tiếng Anh dở lắm hả? Dạ không, ý con là chú Trấn Thành phải nói tiếng Hàn Quốc nha. Sao? Ai chỉ con nói vậy, nói chứ có 2 triệu nữa. À, đạo diễn ở giữa đó.
Bây giờ bà điều diễn ở giữa đi vô đi. Đi vô. Đâu mẹ bá đạo, mẹ bá đạo. Ok. Mẹ phải ở lại hả? Bây giờ nè, có đi nữa hay không? Chỉ nó một tí đi. Đang hài, đang vui, nói nữa chưa? Vòng 3. Không, nhưng mà cái vòng 3 là con không có nghĩ là nó mắc cười đâu. Nhưng mà con thấy nó mắc cười ở cái cuối cùng. Không đâu, chị có chửi thôi à. Kỳ lắm, kỳ lắm. Không. Nó thẩm định nghệ thuật đó. Chửi kỳ lắm, không hài đâu. Chị ơi, không hài đâu. Mình hợp gia đình lại coi, mình đi tiếp hay là mình ngừng lại chị? Ngừng lại. Hả? Trời ơi. Ngừng lại, cho mẹ quyết định. Cho mẹ quyết định đi con. Ngừng lại đi mẹ ơi, tiết mục thứ ba con không nghĩ là nó cười đâu. Trời đất ơi, giờ cũng là phim đạo diễn rồi. Dạ, cho bé xin dừng cuộc thi ở đây ạ. Dừng cuộc chơi. Rồi, vui nè, giờ vui nè. Chú Thành thấy là, đúng không? Là tính tốt, 10 triệu hợp lý ha. Dành cho con như là học bổng cho con đi học ha. Dạ. Mẹ may áo cho con đẹp. Giờ diễn tặng chú thử coi để coi con đúng hay không. Dạ. Chú ba tặng chú Trần Gia ha. Diễn thử coi con đúng hay không. Nếu con đúng, chú với chú Trần Gia không cười, chú Trần Gia sẽ cho con 2 triệu nữa. Tại vì con khẳng định hai chú có chắc không vậy? Chắc luôn. Bây giờ nè, mặt căng thẳng, hai chú có chắc không vậy? Chắc. Bây giờ diễn cười là không có tiền, mà diễn không cười là con đúng thì mình có tiền. Nó ngược lại vậy đó. Đó. Rồi diễn tuần 3 thứ nè. Rồi, hai con sẵn sàng nha. Thời gian 60 giây bắt đầu. Con à, nếu mà muốn trưởng thành á thì con phải biết thức khuya và dậy sớm. Giống như con chim sâu vậy đó. Nó phải thức sớm để mà nó ăn mấy con sâu. Nếu không mấy con chim ăn hết thì sao? Thôi vậy con thích làm con sâu hơn. Trời ơi, sao con thích làm con sâu? Tại vì con sâu nó được ngủ nướng, nó dậy sớm chi mà để mấy con chim có ăn. Thôi giờ này cũng đói rồi, hỏi ba con mấy giờ ba về. Dạ. Ba ơi, mẹ hỏi ba mấy giờ ba về kìa. Dạ. Ba nói ba muốn nói chuyện với mẹ nè. Thôi con nói thay mẹ luôn đi. Dạ. Giờ này 9 giờ rồi mà con chưa chịu dắt xác về nhà nữa hả? 5 phút nữa mà con chưa chịu về nhà là xác định tối này ngủ dưới gầm giường luôn nghe chưa? Móc gì tôi ra. Em nói thiệt là đâu có mắc cười đâu. Đấy chưa. Ta biết dấp gì. Em dấp. Nhưng mà dấp thì cũng diễn rồi. Không biết nha. Không biết nha. Sao khóc vậy? Khóc đâu? Nói thiệt đi. Đâu? Nói thử sao vậy hả? Nghe nè, hai đứa mấy lấy ly đá chanh ra ngoài kia ngồi hai chị em bàn. Chứ bây giờ này là chương trình của người ta, lên sóng tốn tiền mà hai bà nấu chuyện như nhà vậy đó. Mà cái câu chuyện vừa rồi mới diễn xong là ai chỉ cho con? Nói thiệt đi, chú cho 2 triệu. Đó. 2 triệu hoài. Để con tự nói luôn đi. Là mẹ dạy cho con. Sao mẹ dạy cái gì không vui vậy? Con cũng không biết nữa, mẹ tự nghĩ ra rồi mẹ dạy vậy thôi. Nhưng mà con biết nó không vui đúng không? Thì con biết chứ bộ, tại vì toàn chửi mắng không mà. Bởi vì con nói chú là không có diễn rồi. Hay quá. Đúng quá à. Không lẽ đè xuống hôn cái nữa. Mà biết cái nào vui cái nào không vui luôn hả? Dạ. Thường con có coi hài ở nhà không vậy? Dạ. Con coi nhiều không mà sao biết hết đây hay vậy? Thứ tư hàng tuần lúc nào con cũng coi hết trơn. Nhưng mà cũng có lúc con quên. Cũng mà con coi nhiều quên lắm hả? Coi nhưng mà con thích coi, thích danh hài. Tại vì nó mang lại nhiều tiếng cười cho con. Đúng vậy. Bây giờ con có thuộc hài của ai không? Con diễn thử chút xíu chú Thành coi, chú Thành thấy con năng khiếu quá trời. Con nghĩ là không đâu. Thay vì nó là con không biết à. Con không diễn được. Con nghĩ là con Hollywood đó con. Con rất là Hollywood, con rất là ngôi sao điện ảnh rồi đó nha. Đó là thường ngày con dẫn nó câu đó thôi. Tại câu đó là câu độc quyền của con luôn. Câu độc quyền luôn rồi chứ. Ở đâu ra cái từ độc quyền nữa? Dạ, cái này là chị hai, lúc nào chị hai cũng tạo thêm câu độc quyền rồi con nói theo luôn á. Câu độc quyền của chị hai con là gì? Con cũng dạ, không ý mà. Ý mà hả? Gì cũng ý mà, phải không? Nhưng mà em thường cướp câu độc quyền của con lắm. Bây giờ nè, chú Thành thấy con giỏi quá và rất muốn gặp lại nhau. Bây giờ, mình nói nhỏ nhau đừng cho ai nghe nha.
hai đứa để nói nha. Đừng cho ai nghe hết. Hỏi tâm tư nguyện vọng. Bây giờ con muốn cái gì? Con có ước mơ gì không? Ước mơ của con là trở thành làm bác sĩ. Tính kèo. Nhưng mà cũng có một phần con muốn thi thách thức danh hài một lần nữa. Đúng không? Bây giờ mà nói cái ước mơ nguyện vọng một ha. Chú Thành không có đủ giàu để nuôi con anh học làm bác sĩ nha. Mà ước mơ thì cứ việc học đi, tại vì cái chuyện đó má con lo. Bảo quyền lực lắm, bảo lo được hết nha. Bác sĩ nuôi con ăn học là bác sĩ, hứa là con luôn. Con biết trước là mẹ con bá đạo rồi. Biết, chú Thành biết luôn, bảo ra là chú biết rồi. Nguyện vọng hai, con muốn thi cái chương trình này một lần nữa ha. Tại sao con muốn thi một lần nữa? Tại vì con muốn đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Mà con còn cái gì để thi? Bây giờ mình được về nghỉ. Nếu mà về nghỉ thì con còn gì để thi không? Chuẩn bị về mình suy nghĩ thêm á. Con suy nghĩ thêm một cái tiết mục nữa. Vậy bây giờ chú Thành xin khán giả, xin ban tổ chức đặt cách cho con vô dòng gala đêm nay về, kêu bà mẹ độc quyền suy nghĩ cho con gala thi tiếp, chịu không? Yeah, con chịu. Vô. Chuyện này đừng cho ai biết. Chuyện này đừng cho ai biết. Đừng cho ai biết, nãy giờ chưa ai biết. Nhưng mà chú nói nãy giờ là tất cả mọi người trong gala đều biết. Có ai biết không anh? Không ai biết hết. Đừng có nói dối con này nha, con nít chứ còn lành lắm á. Trời ơi. À, mọi người không... video mà không nghe sao được. Mọi người không có biết là mọi người đang không muốn nói. Mọi người nghe. Nhưng mà cái video là phải nghe nhưng mà mọi người không có hiểu. Không hiểu không? Hiểu. Ta không... Có mình con là con giỏi nhưng con hiểu, đúng không? Ok. Hiểu không? Quyết định gì nha. Dạ. Chúng ta làm một cái thỏa thuận nhỏ. Đêm nay về suy nghĩ kịch bản. Dòng gala thi tiếp. Chịu không? Dạ chịu. Rồi, cho bạn ấy 100 vỗ tay. Rồi, hai con. Xin mời hai danh hài cho giải thưởng là 10 triệu. Làm cho tất cả danh hài luôn cho tôi thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài. Cảm ơn chú Chính Thành, cảm ơn chú Công Giang. Không biết không. Trời ơi, đây cứng này, đây thịt cứng hơn nè. Rồi, đi về. Đi về. Cái tiền nó giữ được đưa cho mẹ đi con. Khi một trong hai danh